Quân đội Hoa Kỳ lên kế hoạch gặp Google vì lo ngại Trung Cộng. Tướng Joseph Dunford, chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hoa Kỳ, sẽ gặp đại diện của Google vào tuần tới. Tướng Joseph Dunford cho biết hôm thứ tư, những nỗ lực liên danh trí tuệ nhân tạo của Google tại Trung Cộng giúp quân đội nước này tiếp cận và tận dụng công nghệ của Hoa Kỳ. Ông nhấn mạnh, đây không phải về tôi hay Google mà là các tác động của những dự án kinh doanh tại Trung Cộng có khả năng làm mất vị thế quân sự cạnh tranh của Hoa Kỳ. Tuyên bố được đưa ra giữa bối cảnh lo ngại các công ty kinh doanh tại Trung Cộng đang giúp quân đội nước này vượt qua Hoa Kỳ. Google cho biết các hoạt động về AI của công ty tại Trung Cộng chỉ tập trung vào giáo dục, nghiên cứu ngôn ngữ, thuật toán thị trường và phát triển các công cụ toàn cầu sẵn có. Trong một tuyên bố hồi tuần trước, Google nói rằng họ không làm việc với quân đội Trung Cộng Google cho biết công ty vẫn hợp tác với chính phủ Hoa Kỳ, bao gồm Bộ Quốc phòng, trong nhiều lĩnh vực từ an ninh mạng đến tuyển dụng và chăm sóc sức khỏe. Tướng Dunford cho biết các công ty của Hoa Kỳ tại Trung Cộng bắt buộc phải nhận một nhân viên của đảng Cộng sản, và điều này sẽ dẫn đến các nỗ lực đánh cắp tài sản trí tuệ. Tuần trước, Dunford và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Patrick Shanahan đã bày tỏ mối quan ngại tương tự trong phiên điều trần của Ủy ban Quân vụ Thượng viện. Dunford nói, chúng tôi theo dõi và rất quan ngại khi các đối tác ngành làm việc tại Trung Cộng mang lại lợi ích gián tiếp cho quân đội nước này. Shanahan cũng cho biết, trong khi Google đang lẩn tránh một số hợp đồng với ngũ giác đài, công ty lại tìm cách hoạt động tích cực hơn tại Trung Cộng hầu hết nền kinh tế trung cộng là các doanh nghiệp nhà nước. Vì vậy, công nghệ dù được phát triển trong lĩnh vực dân sự, nhưng sẽ dần được chuyển giao cho quân sự. Đó là một đường dẫn trực tiếp, không những chỉ chuyển giao, mà còn trộm cắp tài sản công nghệ Hoa Kỳ, đặc biệt là các lĩnh vực công nghệ mới nổi. Do đó, quân đội Hoa Kỳ cần tiếp tục đầu tư vào trí tuệ nhân tạo và tài trợ nhiều hơn trong ngân sách đề xuất năm 2020. Bộ Tham mưu đã không công bố chi tiết về thời gian cuộc họp giữa Đơn Phật và Google, tuy nhiên dự đoán cuộc gặp sẽ diễn ra vào tuần tới. Blogger mất tích tại Thái Lan bị bỏ tù tại Việt Nam Blogger Trương Duy Nhất, cộng tác viên của Đài Á Châu Tự Do, đang bị giam giữ tại trại giam T16 Hà Nội, thuộc thẩm quyền của Bộ Công an. Ủy ban bảo vệ ký giả CPJ nói rằng nhà cầm quyền Việt Nam cần phải phóng thích ngay lập tức và vô điều kiện blogger Trương Duy Nhất chấp nhận để ông ra nước ngoài. Con gái ông Trương Duy Nhất, cô Trương Thục Đoan, trao đổi với CPJ qua WhatsApp cho biết về việc ông Nhất bị giam giữ. Đây là tin tức đầu tiên tiết lộ tình trạng ông Nhất kể từ khi ông bị mất tích tại một trung tâm mua sắm ở Bangkok vào ngày 26 tháng 1. Sean Crispin, đại diện cao cấp của ủy ban bảo vệ ký giả tại Đông Nam Á nói, nhà cầm quyền Việt Nam nên phóng thích ngay lập tức và vô điều kiện đối với blogger Trường Duy Nhất, cho phép ông được ra khỏi Việt Nam. Các nhà chức trách của Việt Nam và cả Thái Lan nên điều tra cuộc bắt cóc ông Nhất ở Thái Lan và buộc những người liên quan phải chịu trách nhiệm tối đa theo luật địa phương.